Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay các loại hoa nha. Hoa giấy. Quá đẹp các bạn ơi. Tím. Không có gió chưa quay được. À, ngũ sắc. Quá đẹp nha các bạn, tuyệt vời. Một con bướm nha. Mời hút mật. Sát luôn mà nó không không hay. Đụng luôn, đụng cánh luôn. Bay rồi. Hoa đỏ rực. Vàng tươi. Tu đủ. Quý hồng trắng hồng cái bông hồng hồng nhung quá đẹp.
Đây, hoa hồng. Hồng này màu vàng, vàng cam. Mà gì đây, không biết tên luôn. Hoa điệp, gọi là bông điệp. Hôm nay chuẩn bị nở hoa đu đủ. Chống gió hiu hiu quay à. Hoa màu gà, hoa móng tay, hoa 10 giờ. Quá đẹp. Đây là cái é. É sông. Cái gì đây, cúc vàng, cái gì đây, hoa trinh nữ. Này là rau mương, hoa dại.
hoa vàng thọ. Hoa này hoa gì chưa biết tên. Quá đẹp rồi. Hoa hồng. Hai màu các bạn. Hoa 10 giờ. Giờ màu quá đẹp. Nắng hơi chát. Hoa này chưa biết tên. Hoa một vùng cao chín đỏ luôn. Trái quá trái luôn. Trái gơi hồn. Buồn mấy ngàn cái. Này là 9 giờ rưỡi là hoa 10 giờ anh nở.
Bông cam. Hoa này hoa gì đây? Chà, con cò nữa hả? Thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Hôm nay mình quay về lồi hoa. Dạ. Làm gì? Quay phim. Mày có làm gì không? Hoa hút mặt. Dạ, con về rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Vậy. Dạ. Hoa này hoa gì chưa biết nữa. Kiển cây cảnh, đây là quen hàng cao quá chừng trái. Trái khiếp hồn luôn. Đây nó chín nó rụng bớt à. Mấy cái quầy mà trái còn xanh, trái đặc gật luôn. Đi xi. Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.